Em xin chào tất cả anh em nha. Này, em chào mừng anh em đến với kênh Nhâm Sắc Đức Thắng anh em. Nay em với anh Tài lên tiếp cho anh em cũng như bà con cô bác mình tham khảo một cái dân ma đó 90 mà tụi em cảm thấy mà ưng ý nè. Cái này máy này là mới về đâu ngày em nhớ ngày hôm qua anh kia gì mà tiên ngoại hình nó bị sơn phủ tí xíu nè, sơn phủ tí xíu nè, anh em nhìn thấy cái bô nè, ta sơn phủ bô e với bô lửa. Cái này là sơn sẵn trên bãi nè, chứ dưới em là hoàn toàn không có đụng chạm, không có can thiệp bất cứ thứ gì hết. Thì cái máy này khi mà về cái là đổ dầu vô cái nó nổ luôn anh em ơi, cái mức độ gin nó đến nỗi mà cái ly dầu mình cũng giữ nguyên nó luôn nè, mình không thay không xúc gì luôn. Mình thấy cái máy nó chạy im chạy tốt quá rồi mình cũng không có đụng chạm làm gì, mình thấy cho nó uổng. Cái này nó lời được có một cái là cái công dọn là mình không có nè, cái máy này cái công dọn không có, tuy ngoại hình thì không có sắc sảo giống như người ta ha, nhưng mà được có một cái là máy nó chắc nên nè, máy nó chắc, máy này em nhớ bữa đó thừa nó khoe với em hoài, nó nói là cái máy này nhìn cái ngoại hình gì mà cái thùng dầu nó đẹp quá trời sư phụ ơi. À, nhiều khi anh em nói kêu lý do làm sao mấy anh em ở đây kêu bằng sư phụ thì em cũng bật mí nhỏ cho anh em nghe ha. Không phải em khen em gì mấy đứa này, mấy anh em ở đây nể em có vụ mà em chọc gái á. Em chọc gái thiện xạ quá rồi mấy này nó kêu em sư phụ quên vấn đề đó chứ không phải em sư phụ đâu. Em giỏi sửa máy nha anh em, sửa máy là em dở ẹt luôn. Rồi sửa em cái vụ gì chứ em cua gái là không phải nói gì chứ. Mấy cái này nó thách em chỗ nào chọc không được là em guồng lắng á, nhưng chắc có lẽ là thứ nhất là do mình nói dai nữa mày, thêm cái nó mình ôm đại cái là hai chỗ đó nó kết hợp nó thành công mỹ mãn luôn. Bây giờ vợ em đâu cho em ra trước đâu, nhìn thấy mặt em gian quá nó không dám để vào trước. Tại số CD của máy này là 43692, em phải nói xấu cái gì vì ba em, nhưng mà cái kinh nghiệm là do người lớn truyền lại anh em, dù gì cái nói dai cũng có nhiều cái nó lợi hại lắm, nếu con cái là nó gan thêm cái nó liều nữa anh em ơi. Mình nói dai nhưng mình phải gan cái mới được, cái nào người ta không dám làm mình dám làm, cái con gái nó không thương. Rồi anh em nhìn thấy cái miệng đó nè, đó vậy đó, không phải là nói dai là thành công không, nó dai mà phải thêm gan mà phải lì nữa mới được. Rồi bác nhờ con test hàng cái máy ở tới 90 này cho bà con cô bác anh nha. Nó kêu em sư phụ lại vụ đó đó anh em. Chắc còn lên ra tí. Ừ đúng rồi. Không can thiệp không động chạm lên nè, rửa đến mức độ mà rửa là tụi em cũng chưa rửa nữa, tại máy nó chạy quá tốt, chỉ xịt nước sơ sơ thôi. Xịt nước sơ sơ cho anh em bà con cô bác mình rồi là lên sóng, để cái máy nó chạy quá trời ngon. Cái này máy này mà anh em mà ghép lên dàn sới hoặc là kéo đi mô phát điện nha là rất là ok luôn á, thì cái máy nó nguyên bản em chuộng những cái máy nó nguyên gì rồi. Chứ đây thợ em sơn được cái này đúng lúc ở trên đây sơn được hết, đây thì có bóng thì quá tốt. Quá tốt rồi. Cái máy này chạy bơm nước là còn gì bằng. Anh em kéo cục dynamo bắt điện á, kéo 4 kg là vừa thích. Thường là cái công suất của demo là nhân đôi với công suất máy này nè, nhưng mà 4 kg thì mình chạy có tới 80 vừa, nhưng mà mình chơi 90 cho nó dư lực tí xíu là mình chạy nó được khỏe hơn.
Rồi em cũng xin báo giá cái máy này cho anh em bà con cô bác mình tham khảo giùm em luôn nha. Dân đó 90 này. Để em bán cho anh em hôm nay là giá 6.2 anh em. 6.3 hôm nay em bán anh em là 6.2. Thì để phụ thêm 100.000 là cái tiền là máy này em không có dọn nè, không rửa. Nó nguyên bản thì em bớt được cái phần đó. Cái con máy này quá đẹp anh em. Thì ngoại hình không có được đẹp trai giống như người ta được, nhưng mà cái máy này nó đúng là cái máy chắc. Thứ nhất là chạy tiếng nó đầm, là mình không can thiệp đồ in vừa là thấy ăn tiền rồi nè. Theo cái góc độ của em người giống như em, nói chung là em tôn trọng đồ in á. Còn em có thể là một số bà con mình, đặc biệt là những chị em phụ nữ ha, nhìn vô thị dàn áo này có thể là mình đánh giá cái máy nó mềm, nhưng mà cái góc độ cái người gành máy thì nghe tiếng máy với cái độ góc máy á, mình nghe tiếng máy mình nhận xét ha. Rồi em cũng nhờ anh em giống như bà con cô bác mình nhận xét cái máy này, cũng như là nếu có điều kiện thì ủng hộ giùm em. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây anh em. 6.2 làm bao ship máy này, còn anh em mua tại chỗ thêm tính anh em là 5.7 ha. Rồi chào tạm biệt anh em, rồi cảm ơn con nhiều ở tại.